Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào đón quý vị đến với chương trình một lần nữa, chương trình kiến thức tổng quát ngày hôm nay với luật sư Vi Phạm Hắc từ văn phòng của luật sư chuyên về di trú. Trước hết chào luật sư Vi. Dạ, chào chị Vân Anh và chào khán giả VNTV San Diego. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay luật sư Vi sẽ trở lại với chúng ta với một cái đề tài cũng rất là nóng bỏng trong thời gian gần đây, nhất là trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Yeah. Đó là đề tài về trục xuất, tiếng Mỹ là deportation. Yeah. Thì trước hết luật sư Vi có thể cho quý vị nhận được biết what is deportation? Trục xuất, như thế nào gọi là trục xuất? Yeah, trục xuất là người bà con mình mà có thẻ xanh đó chị, và người ta đã commit một cái crime gì đó và người ta sẽ có về deportation, be deported. Người Việt chúng ta mà có cái thẻ xanh nhưng mà chúng ta phạm một cái tội gì đó, một cái tội phạm gì đó mà luật sư Vi nói là cái tội phạm đó nó gọi là felony. Yeah. Chứ còn thí dụ mà tội nhẹ nhẹ thường thì cũng không có bị trục xuất phải không luật sư? Dạ không, dĩ nhiên rồi, mình trục xuất thì nếu mà mình có thẻ xanh thì tội gì thì mình có thể trục xuất được, nhưng mà nếu mà tội mình nhỏ đó và mình trục xuất nó rất là ít, hoặc là mình có thể xin người ta nói là đồng ý là hồi tôi còn nhỏ hoặc là tôi có làm cái tội này nhưng mà nói rất là nhỏ, cho nên làm ơn xin người ta xin lỗi cho mình xin lỗi cho người ta để cho qua đi, thì cái đó là chuyện có được. Nhưng mà cái chuyện mà quá là nó gọi là felony, là mình có thể là bị trục xuất về Việt Nam. Còn với người quốc tịch thì không có bị trục xuất phải không luật sư? Dạ không, người mà có quốc tịch nó là dân Mỹ rồi chị. Đúng rồi. Cho nên người ta không có bị trục xuất. Nhưng mà khoảng 3-4 tháng này đó là văn phòng em có người bà con mình gọi rất là nhiều. Đúng rồi. Và nói là hoang mang là nói không biết là tại sao giờ ông tổng thống mình như vậy, mình rất là sợ hãi tại vì mình có tội nhưng mà tội hồi mình còn quá là nhỏ cho nên em muốn nói là khi mà tháng 7 1995 đó là cái Việt Nam với là Mỹ đó là nó có cái thông giao rồi. Bang giao dạ. Dạ, thông giao rồi, thì nếu mà người có tội trước tháng 7 1995 đó là người ta không có bị là trục xuất, đúng rồi. Nhưng mà cái thẻ xanh của người ta đó là người ta sẽ bị mất đi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình có thể làm ăn ở nước Mỹ, nhưng mà nếu mình không có thể đi qua nước khác mà trở lại nước Mỹ được, là cái đó là rất là quan trọng. Nếu mà bà con có chuyện như vậy thì nên nó gọi là file cái removal hay là cái waiver để cho người ta để cho mình hỏi cho cái thẻ xanh mình người ta đưa lại cho mình. Vâng, như luật sư Vi vừa mới nói là cái luật này nó đã có từ lâu rồi. Yeah. Chứ không phải là mới đây, tức là sau ngày 12 tháng 7 năm 1995, sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam có bang giao, thì những người có thẻ xanh mà phạm luật thì sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Còn lúc trước cái ngày đó thì không có bị, tại lúc đó là hai nước không có bang giao. Yeah. Tuy nhiên, thời gian sau này thì cộng đồng người Việt của chúng ta rất là hoang mang, rất là lo sợ. Yeah. Nhưng mà xin quý vị yên tâm là tại vì cái luật này đã có từ lâu rồi. Yeah. Và khi mà Tổng thống Donald Trump lên thì thật sự ông chỉ có enforce thêm về cái luật này thôi. Yeah. Chứ cũng không có gì mới cả để mà quý vị phải lo sợ, phải không luật sư Vi? Dạ, nó không có mới gì hết. Nhưng mà nếu mà bà con mình đó chị có cái bị tội gì mà sau 95 hoặc là trước 95 mà muốn lấy thẻ xanh lại, hoặc là muốn đi về Việt Nam mà trở lại không có trở bị lại phiền phức đó, yeah. Bị phiền phức đó, thì mình nên take care mấy cái problem này nhanh chừng nào tốt chừng đó. Là tại sao? Tại vì em có khách của em đó chị, mà người ta ở đây khoảng 40 năm rồi, mà cái tội đó thì 30 năm rồi hoặc là ba mấy năm rồi nhưng mà người ta không có biết, hoặc là mình quên đi, đúng, chị đúng, biết đúng, không đúng, đúng. Rồi người ta với là giờ người ta với sẵn hại, người sợ ta hại, sợ hãi, yeah. Nên yeah. Nên với tứ văn phòng em, cho nên vì vậy mà bà con nên cẩn thận về cái chuyện đó và lưu ý về cái chuyện đó. Như vậy thì với một người đã commit a crime, tức là đã phạm tội, nhưng mà họ lập gia đình với một người có quốc tịch Hoa Kỳ, thì họ có bị trục xuất hay không nếu họ phạm một cái tội hình sự?
Dạ chị có hỏi đó rất là hay, là tại sao? Tại vì bà con mình khi nào là nghĩ là ô đồng ý là tôi có tội hồi 14, 18, 19 tuổi, nhưng mà giờ tôi không có tội gì hết và tôi đã đám cưới với người quốc tịch Mỹ và đã có mẹ con rồi, thì lại tại sao tôi phải trục xuất? Cái đó là dĩ nhiên là mình có thể là bị trục xuất tại vì mình có tội, nhưng mà nếu bà con mình mà có ở đây lâu quá rồi với là có con cái hoặc là có vợ và chồng quốc tịch Mỹ thì có cơ hội mà mình để mình thành công về cái deportation này thì dĩ nhiên là nó sẽ cao hơn. Nhưng mà cái quan trọng nhất là bà con mình nên nhớ là just because mình không có nhớ không có nghĩa là mình không có tội. Tại vì mình có tội là có trong giấy, it doesn't matter. Tức là nó nằm ở đó hoài phải không luật sư? Đồng ý mình xóa trong cái police record, nhưng mà cho cái ông di trú đó, khi mà mình trở lại nước Mỹ hoặc là đi nước nào khác thì cái di trú nó ngó trong cái records của mình là nó thấy đồng ý là nó mấy chục năm rồi, nó cũng ở trong cái records của mình. Cho nên just because mình không có nhớ có nghĩa là không phải là mình không có tội. Cho dù 30 năm, 40 năm nó vẫn nằm trong cái hồ sơ của chúng ta. Dạ, dạ. Cho nên đừng có phạm tội là hay nhất. Tốt nhất là đừng có phạm tội. Thứ hai, nếu mà phạm tội đó, thì mình nên take care cái này sớm chừng nào tốt chừng đó. Bây giờ với một người phạm, giống như luật sư nói là phạm tội lâu rồi. Dạ. Nhưng mà họ đi về Việt Nam. Dạ. Mà lúc trước họ đi qua đi lại bình thường không sao hết. Dạ, đúng nhưng rồi. Mà kỳ này khi mà đến trở qua Hoa Kỳ, khi đến phi trường hải quan thì họ lại bị hỏi và có một số trục trặc. Dạ. Thì tại sao từ lúc trước họ không bị mà giờ họ bị, luật sư Vi? Dạ, tại vì mấy năm vừa rồi đó hoặc là mấy chục năm vừa rồi đó thì cái technology của mình nó không có advance. Với là cái thứ nhất, thứ hai là bắt đầu năm này và cái người ta more careful, người ta rất là strict về vào ai tới nước Mỹ hoặc là ai đi qua tới nước Mỹ, cho nên cái đó là mình phải cẩn thận, tại vì người ta rất là pay attention về cái records của mình. Cho nên nếu mà bà con có bạn bè hoặc là gia đình người nào mà có cái chuyện như vậy đó, thì nên một là hỏi về cái luật sư ở Việt Nam làm sao, hai đó là mình contact cái luật sư ở nước Mỹ để cho mình help, nó gọi là cái waiver vì cái hardship. Nếu mà mình có nhiều giống như là con cái hoặc mình có con cái hoặc là mình có vợ chồng hoặc có cái nhà, nó gọi là hardship, mà nếu mà mình bỏ nó hết đi thì gia đình mình sẽ rất là bị burden. Với những trường hợp như vậy thì văn phòng luật sư có giúp được trường hợp này không, hay là luật sư Vi sẽ giới thiệu đến một cái văn phòng luật sư khác? Dạ không chị, văn phòng em là làm hết về di trú, cái deportation này là văn phòng em sẽ làm. Cho nên em có nhiều rất là calls mấy tháng này hoặc năm này về cái này, cho nên nó rất là quan trọng cho bà con mình. Cảm ơn luật sư Vi rất là nhiều. Luật sư Vi có muốn bổ túc gì trước khi chúng ta kết thúc cái chương trình ngày hôm nay? Dạ không, thì em muốn nói bà con lại là nếu mà mình có commit a crime nào đó thì take care of it as soon as possible. Tức là mình gọi cho luật sư. Yeah. Dạ vâng. Liền. Giống như em nói đó là làm consultation là miễn phí, yeah. Cho nên là đừng có lo. Cảm ơn sự chỉ lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn luật sư Vi rất là nhiều và xin thân ái chào tạm biệt. Dạ chào.